Hi, xin chào mọi người. Thực sự bây giờ trong cái thời gian mà vẫn còn cách ly thì hầu như là ai ai cũng mất việc, ai cũng thất nghiệp, bao nhiêu người than vãn. Nhưng mà mình hơn, mình được có việc đi làm. Thì hôm qua nay mình đã được người ta gọi đi làm. Thì nói chung là đi làm có tiền rồi. Thì hôm nay mình về mình sẽ nấu một cái món ngon mình ăn, tuy một mình chứ cũng cứ vậy đó, nấu ăn ngon. Thì hôm nay mình cũng muốn khoe với mọi người là mình nấu cái món mình cũng thích ăn đó, đó là gà lá giang nha, gà nấu lá giang. Bây giờ mình đã mua về rồi, bây giờ mọi người cùng nấu với mình nha. Đây, thịt gà mình mua về thì cũng nhờ ngoài chợ người ta chặt sẵn nè các bạn. Và đây là lá giang, ngổ và ngò tàu và gai gì đây mình cũng không biết nữa, là cái ngổ lá giang thịt gà. Thì trước khi mình nấu thì mình sẽ thịt gà này mình sẽ chiên sơ qua một xíu, mình chiên sơ thịt gà qua một xíu rồi mình mới nấu nha các bạn. Mình sẽ chiên thịt gà. Dầu nó nóng rồi thì mình sẽ cho một ít tỏi băm vào cho nó thơm nha các bạn. Đấy, cứ theo khẩu vị của mình là mình dầu là mình cho tỏi băm, còn không biết mọi người nấu thịt gà là cho tỏi hay hành, nhưng mình là mình cho tỏi. Tỏi nó rất là thơm các bạn ơi. Cái món gà lá giang này thì mình nấu thì phải cho nó hơi cay một xíu, những người không ăn cay được chắc cũng hơi khó ăn, nhưng mà cái món gà lá giang thì mình sẽ cho nó cay một xíu nó mới ngon các bạn ạ. Ớt thì mình khoảng gần 3 trái ớt, 3 trái ớt là cũng cay dữ lắm rồi. Mình cho một xíu gia vị vào để cho nó thấm vào thịt gà cho nó ngon trước khi mình cho nước vào nấu này. Xíu nước mắm. Xíu bột ngọt. Xíu đường nữa. Chiên gà nó cũng săn lại rồi, bây giờ gia vị mình cho nó cũng thấm vào thì bây giờ mình cho nước vào nấu. Rồi, bây giờ là nước nó sôi lên nó chín gà thì mình mới giò lá giang cho nó nát ra mình bỏ vào rồi mình nêm nếm chứ vừa ăn là ok rồi. Chỉ có vậy thôi. Nấu gà lá giang nó cũng đơn giản lắm mọi người.
gà này nó cũng rất là mau chín các bạn, chỉ cần trong tích tắc là đã xong cái nồi gà lá giang rồi. Thì gà này là gà, những gà thả vườn nó nhanh chín lắm các bạn. Thì bây giờ gà chín rồi thì mình sẽ cho cái lá giang đã giò nát vào, cùng với lại ngổ với ngò gai luôn nha. Nó như thế là mình đã có một cái nồi gà lá giang tuyệt vời rồi. Đây các bạn, cái mỡ gà thôi mà nó ra cái màu vàng ươm vậy đó, rất là ngon. Gia vị lúc cho mình cho lúc đầu nó vừa không, vừa là tắt bếp rồi. Rồi, rồi nó đã chín và gia vị nó cũng vừa luôn rồi các bạn. Rồi đã có một cái nồi gà lá giang tuyệt vời rồi các bạn. Mọi thứ đã xong hết rồi. Bây giờ mời mọi người ăn cơm với mình nha. Ăn mình buồn quá, mời mọi người ăn chung cho vui. Tham quá bỏ ba trái ớt, cay quá trời luôn. Quá ngon. Không biết đến bao giờ những bữa cơm như thế này mà mình ao ước được ngồi ăn cơm với gia đình, thì nó thật là hạnh phúc. Gần 10 năm trời mình chỉ ăn cơm như này, cứ một mình ăn như vậy, mình rất thèm muốn cái cảm giác bữa cơm gia đình nó đông vui. Dường như bữa cơm nào mình bưng chén cơm lên ăn là cũng rớt nước mắt. Mình rất thèm khát cái bữa cơm gia đình. Mình rất muốn một cái hạnh phúc gia đình ấm êm, quây quần mâm cơm chứ không phải lủi thủi như mình. Có lẽ làm những cái video này cũng là một cái niềm vui, cũng cái động lực để mình cứ tự nói chuyện một mình với mọi người mà mình cảm giác như mình đang ở với rất là nhiều người. Cho nên làm những video như thế này nó cũng mang đến cho mình một cái niềm vui nho nhỏ nào đó. Thì mọi người ai có đồng cảm với mình thì thông cảm và hiểu cho mình. Cuộc sống một mình nó buồn lắm mọi người ơi. Mà thôi, mình buồn quá thì mình cũng tâm sự vậy thôi. Chứ còn đối với mình bữa cơm nào là cũng chan nước mắt. Tôi mời mọi người cùng ăn cơm với mình nha.
Tôi nói về thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây nha. Bữa cơm này cảm thấy buồn, nhưng mình xin kết thúc video. Xin chào tạm biệt mọi người. Ai có yêu mến mình thì ủng hộ, đăng ký ủng hộ kênh cho mình. Mọi người đăng ký đó cũng là một cái động lực đối với mình, một cái niềm vui đối với mình. Thì mình xin chúc tất cả mọi người một buổi tối bên những bữa cơm gia đình thật ấm áp và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt mọi người nha.